hỏi: Phật giáo bảo là định nghiệp thì không thể chuyển đổi được. Vậy nếu đã tạo ác nghiệp rồi thì nhất định là phải thọ quả báo phải không? Đáp: Tuy nói không thể thay đổi được định nghiệp, nhưng nhờ vào lực tam muội gia trì của Phật và Bồ Tát thì tội nghiệp cũng có thể được tiêu trừ. Nhưng chúng ta cần phải đặt hết lòng tin, sanh tâm hết sức chân thành sám hối, và phải thật dũng cảm để sửa đổi các tội lỗi. Cho nên nói, lúc nóng giận mà có thể vui vẻ được thì người chết sẽ sống trở lại. Nếu cho lời nói đây là giả thì nên biết chư Phật không nói dối bao giờ. Tội lỗi dù ngập trời, nhưng một khi chúng ta sám hối thì tội lỗi liền tan. Bất luận là tội nghiệp có nặng nề bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu chúng ta thật có thể phát đại bồ đề tâm, cùng hết lòng tín ngưỡng tam bảo và thiền tri thức để tu công chuộc tội, lúc tu hành tích tụ công đức một cách đầy đủ, rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ trừ miễn được hết các tai nạn và bình đau. Hỏi: Tại sao người ta bị nghèo cùng? Đáp: Tại vì kiếp trước họ chưa có làm những chuyện công đức, cũng không có trồng các thiện căn, mà chỉ muốn chiếm phần lợi ích cho mình, rồi lại so đo, lo được lo mất, cho nên đời này họ mới không được phước báo. Hỏi: Khi cầu nguyện là chúng con đã có luồng linh khí bên trong giúp cho vạn vật được lợi ích, vậy ngoài việc cầu nguyện ra, chúng con có phải đi ra ngoài để làm thêm các việc từ thiện nữa không? Đáp: Tu đạo là nên nội công ngoại quả. Trong tu đức ngoài hiện quả, phải trong công ngoài quả. Chúng ta không chỉ nghiêng về một bên nào hết. Khi lập công bên ngoài, chúng ta không chấp trước vào những công đức mà mình đã được. Trong tu đức thì lòng trong sạch, ít dục, nên giữ tâm ý thanh tịnh. Nếu ít tham muốn thì mới có lợi ích cho mình. Còn nếu trừ được tâm tham thì sẽ làm lợi ích cho người. Hỏi: Phải làm sao để tự rèn luyện mình? Đáp: Quý vị không có chuyện, cố kiếm chuyện mà làm. Hỏi: Thưa sư phụ, chúng con xin hỏi sư phụ có cách nhìn ra sao đối với các hình thức kiến trúc chùa chiền? Đáp: Tôi không thích chùa chiền mà sơn phết màu mè, đỏ đỏ xanh xanh, giống như người nữ tô môi son vậy. Theo tôi, nguyên tắc xây chùa là nên bớt phí công sức mà dùng được lâu bền. Ha ha ha,